nhà mày nhá. Nếu nó đòi nói chuyện thì mày bảo là tao đang xuống dưới lấy đồ hay là đi toilet gì đấy cũng được. Nãy nó video call cho tao, bố mày nhanh trí mở clip quay sẵn ở nhà mày hôm qua. Nhưng mà con này nó cũng thính, tao cứ dặn trước thế. Mà vậy nhá, tao kẹt xíu. Alo. Dạ, em Hương Hương đây ạ. Anh Vũ có ở chỗ anh không? Nó đang ở đây. Cơ mà vừa xuống lấy pizza. À, dạ vâng. Thế thôi ạ. Em cảm ơn anh. Ok, bye em. Alo. Hương vừa gọi, tao bảo rồi đấy. Ok, cảm ơn bạn nhá. Mà thôi, nói sau, tao gọi điện thoại. Ok, tao đang vội. Anh làm gì mà mãi không gọi được thế? Thằng Vũ cả người yêu nó thay phiên nhau gọi cho anh. Sao Hương lại gọi cho anh? Nó hỏi Vũ có ở chỗ anh không. Anh lại bảo có chứ gì, không hay đâu. Thì anh cũng định bảo nó lần này nữa thôi, chứ anh cũng ngại với Hương lắm. Rồi anh có thế không đấy, hay lại cá mè một lưới như nhau? Linh tinh. Lại chả không. Đợi anh tí, nó gọi lại. Hai cái đứa này phiền thật đấy. Alo. Dạ, anh Vũ lên chưa ạ? Rồi, mà sao em không gọi cho nó, lại gọi cho anh? Sorry anh, hôm qua bọn em cãi nhau, thế rồi em không gọi được anh ấy từ hôm qua đến giờ. Em lo quá, anh ấy cũng không xin direct đi nhắn em. Thôi không sao đâu, anh bảo nó gọi em luôn cho, tại vì anh đang giở điện thoại với Thảo. Vâng, nhờ anh ạ, ngại quá. Sao rồi? Đờ mờ cái thằng Vũ. Nó bảo anh là nó vừa mở video call với cái Hương, xong bảo là vừa nói chuyện các kiểu, cả bảo đang ở nhà anh. Xong sao? Xong Hương gọi anh, bảo cãi nhau đêm qua giờ, nó không nghe máy, nhắn tin không rep. Hay ông ý nhầm mẹ với con nào khác, khiếp, bắt cá cho nhiều tay vào. Anh gọi nó ra. Nghe bạn. Mày bảo mày vừa nói chuyện điện thoại với Hương à? Ừ. Nó gọi tao bảo là đêm qua hai đứa chúng mày cãi nhau, mày bỏ đi tới giờ, gọi điện thoại đéo nghe, mét đéo rep. Cãi nhau là thật, nhưng mà tao đã làm hòa xong lúc đấy. Tao lại đang không tiện nên tao mới SOS mày còn gì. Nhưng nó nói nó yếu hòa được cho mày. Nó gọi tao liên tục đây này. Đây, nó vẫn đang gọi tiếp đây này. Đờ mờ hai cái đứa mày, bớt phiền được không? Suốt từ tối đến giờ. Biết rồi, yên tâm đi, sắp về tới rồi. Bớt nóng đi bạn ơi. Dẻo dẻo cái chân hộ tôi cái đi không? Đây đây, tao sắp về đến nhà rồi. Em mới nhìn thấy tao là em thôi. Anh ơi. Sao rồi? Nó về rồi. Thế đi. Để chúng nó tự giải quyết. Đờ mờ. Gì đấy? Hương gọi anh. Lại sao nữa? Anh không bày trò đúng không? Trò gì cơ? Anh đang ở đâu? Nhà anh chứ đâu. Anh ngắt cuộc gọi của em liên tục. Anh đang ở với ai? Em làm sao đấy? Anh ở nhà anh, một mình. Không được ngắt máy cho đến lúc em về. Khổ, Hương gọi quá. Anh phải nghe điện thoại chút. Nhớ chúng nó đấm nhau thì mệt. Em đừng nghĩ linh tinh, xin em đấy. Anh không được ngắt. Alo. Anh ơi, em xin lỗi nhưng Vũ vẫn chưa gọi em. Anh bảo anh ấy giúp em được không ạ? Hoặc chuyển máy cho em xin nói với anh một câu thôi. Đùa, nó về nhà rồi mà. Nãy em gọi anh, bảo nó xong là nó về luôn. 10 phút trước nó bảo anh rẽ hai chỗ nữa là đến nhà. Có đâu ạ? Anh ý cũng không gọi em. Em vẫn đợi từ lúc anh gọi. Cái đờ mờ. Thực sự là hai đứa làm anh rối tung lên rồi đấy. Đợi anh gọi xem nó về đến nhà chưa. Alo. Giờ lại đến bạn không nhịn được mà gọi cho tôi à? Tao không đùa. Mày đang đâu? Thằng khùng này. Về rồi mà hỏi hoài. Nhà tao chứ đâu. Mày ngáo à? Nay tao đã bảo gần về đến rồi còn gì. Thế Hương đâu? Đây. À mà có cả Thảo ở đây này. Hương vừa gọi tao, bảo mày chưa về nhà. Mà sao người yêu tao lại ở đây? Người yêu tôi hay người yêu bạn mà bạn hỏi tôi? Tao đã bảo là tao không đùa. Thì bảo là đêm qua cãi nhau, tao bỏ đi. Thế là cái Hương gọi Thảo bảo sắp ngủ cùng rồi ở chơi đến bây giờ mà. Mà hai đứa nó bảo có gọi cho mày đâu. Suýt thì lộ. Bạn định chơi tôi à? Đơ mơ, cái mẹ gì này?
yêu tôi với cả người yêu bạn chưa? Sorry Hùng nhá, em bận thảo với lâu. Giờ em về đây, mà chiều giờ anh làm gì đấy, em gọi không được. Nó đánh game với anh đấy. Thua nên cú, làm sao có tâm trạng để điện thoại mà em gọi được. Mày đi ra chỗ khác tao. Tao không biết chuyện gì, nhưng tao thề là Hương gọi tao mấy cuộc. Từ sau lúc mày bảo tao, giọng nó rất nghiêm túc. Vừa trước khi tao gọi cho mày là nó gọi cho tao. Hay là chúng nó biết nên cố tình chơi tao với mày, kiểu thao túng tâm lý ấy. Tao không biết, nhưng tao có thể khẳng định với mày là đêm qua Thảo không ở với Hương, vì Thảo ở nhà tao, sáng nay mới về. Thì là Thảo sang nhà tao chơi, xong rồi chúng nó phát hiện ra chuyện tao phét lác, xong rồi chúng nó quyết định chơi tao với mày một bố. Mẹ thật thật giả giả, mẹ biết đâu một lần. Tao cũng không biết nữa, nhưng cảm giác lạ lắm, vì rõ ràng là từ tối đến giờ tao vẫn nói chuyện với Hương. Có ai đang mở cửa nhà tao? Sao nhà tao yên lắng thế nhở? Em ơi, Hương. Sao Thảo về nhanh thế được nhở? Hương ơi, Thảo ơi. Anh đâu rồi? Anh đâu nào nhà đúng không? Sao đấy bạn? Hương gọi tao này. Cái mẹ gì thế? Hương, em ở đâu? Em gọi cho Hùng làm gì đây? Chạy đi! Chạy đi!